Xin Đất Việt xin chào tất cả các bác. Hôm nay nhà mình đang tiếp tục đóng gói một số cơm cám, họa mi, chích chòe, chào màu và cu gáy gửi tới anh em toàn quốc. Đấy, như các bác đang nhìn thấy ở đây là phía trong nhà mình. Đó, phía ngoài sân. Đây, đang vào buổi sáng thì đấy, hiện tại thì chim vẫn còn đang treo bớt áo lồng đây. Quay trở vào phía trong nhà. Đơn hàng, ví dụ như đơn này là của anh Miami của anh em Tây Hồ đây. Đó. Tiếp theo đây là cám mi chòe màu của anh em Bắc Giang, anh ấy lấy mấy cân luôn, một bịch 5 cân luôn, rất là lớn như thế này. Đấy. Thế bên này là của anh em cám mi của Quảng Bình này, nói chung là đấy, Quảng Bình. Anh em cám chòe của Đắk Nông này, các tỉnh luôn. Anh em Đà Nẵng này. Ở đây nhà mình sử dụng cái dịch vụ chuyển hàng rất là nhanh. Trong Hà Nội chỉ 1-2 ngày và các tỉnh miền Trung chỉ 1-2 ngày thôi, miền Nam khoảng 3-4 ngày là tới rồi. Đấy, nhanh hơn rất là nhiều so với những năm trước. Anh Thuận của Hòa Bình, Cám Mi này. Đấy. Đấy, đang tiếp tục đóng đơn cho anh nào đây nhỉ? Đây là của anh cám chòe màu của anh Huy Thanh của Hải Phòng này. Đấy, đang trực tiếp đóng gói đây. Quay ra phía bên này. Bên này thì có anh Hương Thanh Hóa cám chào màu này. Rồi anh em Hương Yên cám mi này, Thùy ủng hộ rất là nhiều. Cám mi chòe đây của anh Quang này, một bịch 2 cân này sẽ như thế này. Đấy. Thế bên này anh em chào màu của Hà Nội này. Than này. Đây là những gói cám được đóng thành như thế này. Tất cả nó đồng giá là 200.000 một kg, miễn phí ship tận nhà. Cám mi, chòe, màu và cu gáy đều như vậy. Đây là cái địa chỉ của nhà mình. Và số điện thoại. Các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại giúp mình hoặc qua cái website chimcanhdatviet.com thì mình chia sẻ rất là nhiều cái kinh nghiệm nuôi thực tế họa mi, chòe, màu và cu gáy ở trên đó. Đây là một thùng chòe, tí nữa thì sẽ đóng tiếp tục các đơn cho anh em luôn. Đấy. Đây, phía đây là cám màu cu gáy của anh em Quảng Ninh này. Đây. Đây nữa. Em cám màu anh em Con Tum này. Đây, hôm nay vừa đóng xong cái cám họa mi thì để ra một đống đây, sắp xếp ở đây để tí nữa sẽ đóng cho anh em. Cái cám mi của bên mình ấy thì dùng một loại ổn định quanh năm luôn. Đấy. 1 kg cũng là 200.000 đồng, miễn phí ship tận nhà luôn. Đấy. Đây, đấy, tiếp tục đây xem có anh nào đây nào. Đây là của anh Quang, cám mi lấy 1 cân mi và 2 cân chòe luôn, bực rất là lớn. Đấy. Hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên luôn, là anh em có thể là thoải mái 3 6 tháng anh em có lấy 1-2 cân một luôn. Đấy. Tiếp theo này là cám màu của anh em Hà Nội. Đấy. Ở bên này anh em Nghệ An này, anh Hiếu này. Một cân gì ạ? Một cân cu gáy. Ok. Lại sắp một cân cu gáy cho anh đây. 1 kg mình sẽ được 4 gói như thế này. Riêng về cái cám gáy này nhá, thì ngoài mình cho ăn thóc ra thì mình bổ sung thêm cái thức ăn cho cu gáy này. Đấy. Cám gáy cũng là 200.000 một cân, bổ sung đầy đủ cái dưỡng chất rồi. Cho gáy bố mẹ, gáy đấu, gáy con rất là tốt. Đấy. Mình ăn song song cùng với thóc luôn các bạn ạ. Đấy. Gáy là của anh nào đây? Tiếp theo đóng đắng đơn gáy này của anh Sĩ ở Gia Lai. Đấy. Đấy. Nói chung là cám của bên mình thì đi tất cả các tỉnh luôn. Đấy, tất cả các tỉnh. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp với nhà mình theo cái số điện thoại 0908 070 555 hoặc 0944 114 410. Kênh YouTube của nhà mình là Cám Chim Đất Việt thì anh em có thể theo dõi rất nhiều video trực tiếp ở trên đó. Đấy, theo dõi rất là nhiều.
và anh em theo dõi thêm tương tác với mình qua cái Facebook Cám Chim Đất Việt luôn. Đó. Alo. Đó. 1 kg mì, ok anh em gửi luôn cho. Đó. 1 kg mì à? Em gửi luôn cho. À, xem địa chỉ của anh này sẽ gửi 1 cân mì rồi đây. Ok. Vâng vâng, ok em gửi luôn cho nhá. Cám chào mào của bên mình cũng vậy. Cái cám chào mào thì cũng là 200 ngàn một cân. Và đặc biệt với cám chào mào thì với cái thành phần nguyên liệu riêng thì sẽ giúp con chim của chúng ta sẽ có sắc lông tự nhiên đấy. Và giữ sắc lông, sắc má đít đỏ đấy, má đỏ, gọi là má đỏ đít đỏ đấy. Sẽ đẹp. Địa chỉ của anh vừa rồi chưa? Đấy, hôm nay ở nhà mình đang đóng gói trực tiếp thì cũng chia sẻ với cả nhà trên YouTube Cám Chim Đất Việt. Tiếp tục thì một số đơn của anh em đang đóng tại đây nữa. Thì chia sẻ cùng với anh em. Đấy, anh Quý này, anh Quý cám mi cám màu của Hà Tĩnh. Tiếp theo anh em của Hải Dương, anh Công. Đấy, anh cô gái tiếp tục sẽ lên đơn, tiếp tục một số cái đơn tiếp theo. Một số đơn đây, ví dụ như là một số anh em nào mà đặt của nhà mình ngày hôm nay thì tiếp tục sẽ lên đơn ở trên này. Đấy, lên đơn ở trên này luôn. Và chút nữa thì sẽ đấy, sẽ đóng trực tiếp gửi cho anh em ngày hôm nay. Anh em cứ liên hệ với nhà mình theo các số điện thoại. Và mình sẽ gửi hàng cho anh em. Vâng, clip này mình xin tạm dừng ở đây. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa nhé. Cám Chim Đất Việt thì chuyên cám họa mi, chích chòe, chào mào và cu gáy. Thì các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với nhà mình theo hai cái số điện thoại 0908070555 và 0944114410. Các bạn thêm thêm nhiều kinh nghiệm chia sẻ của mình ở trên cái website chimcanhdatviet.com. Đấy. Và thực tế của nhà mình, tất cả cám mình đều vừa nuôi, vừa trải nghiệm và chia lại cho anh em. Đấy, ví dụ đây là một số cái hình thức giao lưu cùng với tất cả anh em rất là nhiều. Và các bạn theo dõi trên kênh YouTube chắc chắn là cũng đã biết rồi. Chia sẻ như vậy thôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt và ủng hộ Chim Cảnh Đất Việt trong suốt những năm vừa qua. Xin chào tất cả các bạn.